lộ khối tài sản của Trường Giang và Nhã Phương nếu về chung một nhà. Khối tài sản khổng lồ nếu Trường Giang và Nhã Phương kết hôn chắc chắn sẽ khiến nhiều người choáng váng. Những ngày đầu tiên bước vào nghề, cách xê của Trường Giang chỉ xấp xỉ 50.000 đồng, còn Nhã Phương thời điểm chập chững theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật chỉ xuất hiện trong một vài phim ngắn với thù lao ít ỏi. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, một chương trình sự kiện nếu muốn có sự góp mặt của Trường Giang, nhà sản xuất sẽ phải trả cho anh từ 40 đến 60 triệu đồng. Với tần suất chiếm sóng liên tục trên ghế nóng những chương trình hài, tham gia dẫn chương trình, trong vòng một tuần chạy show liên tục, Trường Giang có thể kiếm được khoảng 400 đến 500 triệu đồng. Thù lao để có Trường Giang tham gia một bộ phim không hề nhỏ. Chẳng hạn với doanh thu 15 tỷ của phim 49 ngày, nam nghệ sĩ mang về hàng tỷ đồng. Trong vài năm trở lại đây, số lần Trường Giang tham gia phim điện ảnh không hề ít. Ngoài ra, công việc diễn hài hay tham gia quảng cáo cũng đem lại cho Trường Giang nguồn thu nhập khổng lồ. Nhã Phương cũng hoàn toàn không phải dạng vừa. Cô xuất hiện liên tục trên sóng truyền hình, trên các khung giờ vàng, tham gia quảng cáo và các sự kiện lớn. Mức thù lao trả cho nữ diễn viên chắc chắn phải là con số không hề nhỏ. Như vậy là cả Trường Giang và Nhã Phương kiếm được con số trăm triệu, thậm chí lên đến hàng tỷ đồng cho những dự án của mình. Với thu nhập hiện tại, Trường Giang đang sở hữu hai chiếc xe, một chiếc Mercedes màu đỏ trị giá 1,6 tỷ đồng, một chiếc xe hơi để tiện cho việc đi diễn. Nhã Phương cũng có xe hơi riêng cho mình. Ngoài ra, cô còn đồng sở hữu một công ty kinh doanh cùng chị gái. Thế nhưng nữ diễn viên vẫn rất giản dị, không mấy khi thấy xuất hiện với đồ hiệu đắt tiền. Nhã Phương cho biết cô còn phải lo cho gia đình ở quê nhà. Trường Giang và Nhã Phương khi hai ta chung một nhà. Nếu có đám cưới xảy ra, khi gộp tài sản của Trường Giang và Nhã Phương lại, cả hai sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều cho tương lai phía trước. Đều là những ngôi sao chăm chỉ làm việc, sống tiết kiệm, một cơ ngơi đồ sộ sẽ không là quá khó để xây dựng đối với cặp đôi này. Khi đó, cả hai sẽ tranh thủ thời gian đi du lịch cùng nhau, chăm sóc con cái và phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng đó là chuyện của tương lai, tất cả vẫn đang là giả thuyết cho câu chuyện khi Trường Giang và Nhã Phương về chung một nhà. Sự đáng thương và nỗi đau của Trường Giang. Nói Trường Giang là thủ phạm chính của những sóng gió vừa tràn qua showbiz Việt, chắc không ai phản đối. Mớ rắc rối tình cảm và thói quen bắt cá ba nhiều tay của chàng trai danh hài đã khiến cả làng giải trí được một phen dậy sóng. Rõ ràng, với vị trí là kẻ gây chuyện chính, không một luật sư nào có thể bào chữa hộ Trường Giang cho những sai lầm anh phạm phải. Trường Giang, nạn nhân trong tấn bi hài kịch của chính mình. Có điều, hầu hết mọi thông tin có liên quan tới Trường Giang đều chỉ là từ một phía. Cho tới tận thời điểm này, chàng danh hài vẫn chưa một lần lên tiếng giải thích hay biện minh bất cứ điều gì. Vụ việc ngày một bị đẩy đi xa hơn trong sự thinh lặng của Trường Giang, và dường như nó đã vượt quá giới hạn của một chuyện lùm xùm tình cảm. Từ vai thủ phạm, Trường Giang cũng đang kiêm thêm cả một vai nạn nhân trong tấn bi hài kịch của chính bản thân mình. Xét trên nhiều góc độ, Trường Giang cũng là một gã đàn ông khá đáng thương, tài năng, đa tình và có thừa sự từng trải, lọc lõi. Nhưng rồi tất cả mọi thứ Trường Giang có được đều đang sụp đổ một cách nhanh chóng bởi lòng dạ đàn bà. Nực cười thay, những người tham gia vào cuộc lật đổ chàng nghệ sĩ đều là những người anh từng yêu thương, gắn bó chẳng ít thì nhiều. Nói một cách cay nghiệt thì đó là cái giá mà ngôi sao này phải trả. Nhưng nhìn nhận lại một cách đa chiều thì Trường Giang cũng là một nạn nhân bi thảm mà thôi. Không ai đau đớn hơn Trường Giang hết, kể cả Quế Vân lẫn nam em. Những cô nàng từng đến với Trường Giang một cách bí mật kia chẳng có ai xứng đáng gọi là nạn nhân hết cả. Trường Giang ít nhất cũng không lừa dối họ, hoặc nếu có thì cũng chỉ là từ phía lời tố cáo đầy cảm tính họ đưa ra. Chuyện tình Nhã Phương Trường Giang là thứ cả nước biết tới và chẳng có lý do gì để các cô nàng Quế Vân hay nam em không hay biết gì. Chuyện tình của họ là sự chấp nhận tới từ đôi bên, và dù có lấy thứ gì ra để lấp liếm thì cũng không thể phủ nhận đó là lựa chọn mà những cô nàng kia tự quyết định cho mình. Chưa kể, vì các cô nàng thì nhào đổ vấy trách nhiệm cho Trường Giang mà quên bẵng đi nhờ có sự đồng ý của mình, chuyện tình tay ba tay bốn mới có thể xuất hiện, cũng là một tình tiết khá nực cười. Các cô nàng showbiz cỡ như Quế Vân vốn có rất ít sự ngây thơ và thừa sự lọc lõi trải đời, nhưng trong câu chuyện họ kể,
họ đều biến hình thành thỏ non trước con cáo già gian ác duy nhất Trường Giang. Đám đông bị sự thương xót, xúc động nhất thời tác động không nhỏ tới ánh mắt và suy nghĩ. Hình ảnh vốn rất tệ của Trường Giang sau khi bị thêm mắm thêm muối qua lời kể của những cô nàng lại càng xấu xí hơn, ác cảm hơn. Tiếc rằng, tất cả những lời kể đó hoàn toàn đến từ một phía, và liệu có ai không kể lể toàn những điều có lợi về mình? Chưa kể, những tình tiết chưa được kiểm chứng cũng mặc định được coi là sự thật, dù những thứ bằng chứng kiểu lời anh ta đã nói thuộc dạng gần như không thể xác minh. Có điều ở thời điểm này, nó vẫn được coi là những bằng chứng thép để đám đông kết tội Trường Giang và dành sự thông cảm cho người kể chuyện. Trong câu chuyện này, cái đau nhất của Trường Giang không chỉ là việc bị những người cũ đồng loạt trở cờ, mà còn là chuyện một mình phải nhận sạch trách nhiệm trong câu chuyện mà anh không phải là thủ phạm duy nhất. Bi kịch hơn, việc không thể nào mở miệng trong thời điểm nhạy cảm này càng khiến anh lún sâu vào mớ tai tiếng mà lời tự kể thảm thương kia mang tới. Đau mà không nói nổi, thế mới thật sự là đau. Trường Giang là nạn nhân của những điều gì? Nói một cách công bằng thì Trường Giang cũng khá tội nghiệp, chứ không hẳn hoàn toàn đáng trách. Tất nhiên, chẳng ai tội nghiệp anh ta chuyện bắt cá 4 năm tay. Cái đáng tội nghiệp của Trường Giang chỉ là không lường nổi hết lòng dạ đàn bà. Có lẽ trong mơ Trường Giang cũng không dám nghĩ có ngày những mối quan hệ bí mật của mình bị lòi ra ánh sáng bởi chính những người từng cùng mình che giấu chúng. Nhưng đó mới chỉ là cơn đau thứ nhất mà chàng danh hài phải gánh chịu mà thôi. Cơn đau thứ hai và cũng là cơn đau dữ dội nhất, đó chính là chuyện danh hài như thể bị bán đứng, không thương tiếc, không chỉ vì những rắc rối trong tình cảm. Nguyên nhân chính khiến Trường Giang bị tập thể người cũ bán đứng trên mặt báo có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng có một lý do không thể nào phủ nhận, vì anh có giá. Từ chuyện nam em vô tình kể chuyện đúng thời điểm đánh mạnh vào thị trường ca nhạc, cho tới việc Quế Vân bỗng dưng nổi cơn đau tình sau vài năm im ắng. Ai cũng có thể hiểu được điều gì đang xảy ra với ngôi sao hài ăn khách. Nếu anh không phải Trường Giang mà là một anh chàng vô danh nào đó, không có chút ảnh hưởng trong showbiz, chắc chắn bí mật tình cảm của anh sẽ được rất nhiều ngôi sao nữ giữ giùm. Như cách mà nhiều người tình giấu mặt của showbiz vẫn an toàn tuyệt đối trong sự kín miệng của những bóng hồng khác đấy thôi. Cơn đau cuối cùng của Trường Giang mang tên gọi phận làm nền. Từ vị trí ngôi sao làng hài hàng đầu showbiz, giờ đây anh đang ngậm ngùi cam chịu làm phông nền cho người khác tha hồ biểu diễn. Từ việc làm phông nền cho Quế Vân thể hiện sự ngây ngô, đáng thương và si tình, cho tới đóng vai ác để làm nổi bật sự trong trắng, cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nam em. Với bất cứ ngôi sao nào, việc làm nền cho người khác luôn là một điều khó lòng chấp nhận, ngay cả trong nghệ thuật chứ không nói tới cuộc sống đời thường. Vậy mà ngôi sao hài danh tiếng đang phải ngậm ngùi cam chịu tình trạng đó suốt nhiều ngày qua, thậm chí với mức cát xê chỉ trị giá 0 đồng. Đáng trách thì cũng đã trách rồi, đáng ghét thì cũng đã ghét rồi, nhưng đáng thương thì hình như Trường Giang cũng không phải không xứng đáng. Ít nhất thì nếu nhìn một cách đa chiều, anh chàng danh hài cũng có thể được gọi là nạn nhân của những thứ scandal nhiều toan tính của showbiz Việt, chứ không phải là thủ phạm duy nhất cho mọi ồn ào. Nhan sắc thời chưa ai biết đến của dàn người tình Trường Giang. Nhã Phương, Nam Em và Quế Vân đã có cuộc lột xác ấn tượng sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Năm 2015, Nhã Phương và Trường Giang xác nhận mối quan hệ tình cảm sau khi đóng chung bộ phim điện ảnh 49 ngày. Dù lần đầu tiên công khai bạn gái, song mối tình của danh hài xứ Quảng và Nhã Phương lại khá ồn ào, trắc trở. Gần 3 năm gắn bó, tình yêu của Nhã Phương và Trường Giang luôn bị đem ra mổ xẻ bởi nam nghệ sĩ này liên tục vướng nghi án ngoại tình với các đồng nghiệp nữ khác trong làng giải trí. Cặp trai tài gái sắc cũng chưa lên kế hoạch đám cưới sau rất nhiều sóng gió. Nhã Phương, sinh năm 1990 tại Đắk Lắk, cô bắt đầu gia nhập làng giải trí bằng việc tham gia các bộ phim như Những Thiên Thần Áo Trắng, Gia Đình Số Đỏ, Hoa Nắng và diễn xuất trong một số music video ca nhạc. Thời chưa ai biết đến, ngoại hình, gu thời trang của Nhã Phương chưa thật sự nổi bật. Tuy nhiên, cô được nhiều người dự đoán là nhân tố tiềm năng bởi khả năng diễn xuất tốt cùng nỗ lực không ngừng nghỉ. Sau nhiều năm phấn đấu, cô nàng điệu đà, hiền lành năm nào đang là một diễn viên nổi tiếng với việc sở hữu nhiều vai diễn lớn cùng các giải thưởng điện ảnh tầm cỡ. Giữa tháng 2 năm 2016,
Cựu người mẫu, ca sĩ Quế Vân xác nhận từng có thời gian yêu Trường Giang, dù nam danh hài không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận, song Quế Vân lại liên tục tung những bằng chứng khẳng định những gì mình chia sẻ là đúng sự thật. Quế Vân tên thật là Phạm Thị Vân Quế, cô sinh năm 1982 và từng xuất thân là một người mẫu trước khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Lúc mới vào nghề, Quế Vân gây chú ý bởi nhan sắc cá tính cùng chiều cao nổi bật. Cô, ngoài cùng bên phải, cũng từng được tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình lớn cùng các nghệ sĩ nổi lên cùng thời như Hứa Vĩ Văn, Anh Thư. Sau khi tiết lộ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, hiện tại Quế Vân đang sở hữu gương mặt trẻ trung, xinh đẹp hơn so với tuổi 36. Cách đây không lâu, nam em gây xôn xao làng giải trí khi cho biết từng yêu Trường Giang khi tham gia chung một số game show. Cuộc tình này không quá dài nhưng đủ để cả hai có nhiều kỷ niệm khó quên. Điều mà nam em chia sẻ gây tranh cãi nhất đó là thời gian hai người yêu thương nhau, Trường Giang vẫn đang gắn bó với Nhã Phương. Nam em, ngoài cùng bên phải, sinh năm 1996 tại Tiền Giang. Cô có một người chị sinh đôi tên Lệ Nam và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Từng bươn trải rất nhiều nghề để kiếm sống, có thời gian nam em ăn mặc rất xề xòa. Sau này khi quyết tâm tham dự các cuộc thi nhan sắc, nam em bắt đầu chăm chút nhiều cho ngoại hình của bản thân. Năm 2014, nam em dự thi Hoa hậu Việt Nam, dù chưa được đánh giá cao về nhan sắc, gu ăn vận, song sự tự tin giúp cô gây được những ấn tượng nhất định. 4 năm lăn lộn trong showbiz Việt, cô gái quê mùa năm nào hiện có vóc dáng, nhan sắc đầy cuốn hút và nắm giữ trong tay nhiều giải thưởng nhan sắc danh giá.